Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái chủ đề phải nói là thực sự hot và là một chiến lược đầu tư vô cùng hiệu quả. Đó là chiến lược đầu tư tích sản cổ phiếu. Tích sản cổ phiếu. Thì trước tiên thì chúng ta thấy rằng tích sản cổ phiếu là gì? Tích sản cổ phiếu là gần như là chúng ta gửi tiết kiệm tiền ở trong ngân hàng ấy. Thì thay vì gửi tiết kiệm tiền trong ngân hàng thì chúng ta sẽ gửi vào cổ phiếu. Đó, tức là chúng ta lựa chọn ra những cái cổ phiếu tốt và hàng tháng chúng ta mua, hoặc ai nhớ nhanh tần suất cao hơn thì hàng tuần chúng ta mua, hoặc ai lâu hơn thì hàng quý chúng ta mua. Chúng ta cứ mua đều đặn như thế được cái cổ phiếu tốt, miễn là phải chọn được cổ phiếu tốt và đúng cái điểm bắt đầu. Thì khi đó chúng ta sẽ mua về lâu về dài, mua được một mức giá trung bình. Còn cổ phiếu tốt thì nó sẽ vẫn cứ tăng giá, vẫn cứ tăng giá. Được chưa? Thì chính vì thế cho nên chúng ta sẽ được hưởng cái lợi nhuận thông thường là phải cao hơn thị trường chứng khoán. Bởi vì thị trường chứng khoán thì nó bao gồm cả những cổ phiếu tốt và những cổ phiếu lởm, những cổ phiếu bán giấy. Thì đầu tiên là tôi sẽ trao đổi với anh chị em nhà mình về cái tư duy lớn trong đầu tư chứng khoán đã. Thì như ngài Warren Buffett đã từng nói, nếu không thể kiếm được tiền ngay cả khi bạn đang ngủ thì rất có thể bạn phải làm việc suốt đời. Thực sự đúng là như vậy. Nếu chúng ta không có những cái nguồn thu nhập thụ động thì chúng ta cứ phải bán sức lao động đến hết đời. Và một cái minh chứng rất rõ đó là ngay cả nước Nhật Bản và nước Hàn Quốc là hai nước phát triển rất giàu có, thu nhập rất cao, nhưng mà tỷ lệ người già ở Hàn Quốc đến 80 tuổi vẫn phải đi làm là rất nhiều. Bởi vì về cơ bản họ chỉ tập trung vào duy nhất cái công việc chính của họ trong suốt quãng đời của mình. Bởi vậy khi cái công việc chính hết hoặc có biến cố gì xảy ra, thế là họ bị cắt đứt ngay hoàn toàn cái mạch máu của họ, cái dòng sống của họ. Dòng sống của họ do họ không có một nguồn thu nhập thụ động khác để có thể hỗ trợ cho cái cuộc sống của mình. Bên cạnh đó thì một số cái quan niệm, thì đây là quan điểm cá nhân thôi ạ. Một số cái quan niệm của đặc biệt người Á Đông, tức là dành tất cả cho con. Họ sẵn sàng đói, sẵn sàng mang mọi thu nhập của mình để có thể cho con học ở những trường tốt nhất, để có thể cho con du học. Nhưng điều đó liệu có hoàn toàn chính xác không? Nếu đối với những gia đình thu nhập có điều kiện cao, họ chuẩn bị tốt cho cái điều đó, thì cái việc cho con đi du học, cho con học những gì tốt nhất sẽ không ảnh hưởng đến cái nguồn tiền để nuôi sống họ đến già. Nhưng mà có một số hộ gia đình, một số anh chị em, đó là đã dành tất cả cho con và họ bất chấp không cần quan tâm đến về già mình liệu có cái tài sản dự phòng không, liệu có nguồn thu nhập dự phòng không để mình có thể sống không. Điều đó thì hết sức nguy hiểm đó, và rất nhiều phụ huynh đang nghĩ như vậy. Thì cái điều đó, thứ nhất chúng tôi cho rằng sai lầm ở chỗ họ không chuẩn bị cho chính mình. Họ không chuẩn bị cho chính mình. Bởi vì trong tương lai dài hạn, con họ rất có thể là cũng chỉ đủ nuôi sống con họ thôi, không có thể bao cấp cho họ được. Thì đấy là một việc hết sức sai lầm. Và tốt nhất là họ hãy chuẩn bị cho mình một nguồn thu nhập thụ động để có thể an tâm về hưu khi đến tuổi nghỉ hưu là thứ nhất. Thứ hai, rất nhiều bậc phụ huynh cứ cho rằng con đi du học và con học trường tốt, trường nhiều tiền là tốt. Nhưng thực tế không phải. Qua thực tế chứng minh rất nhiều các cái bạn trẻ có đi du học về nhưng mà làm việc thì cũng không quá hiệu quả, chi tiêu thì vẫn bừa phứa, và nó thực sự là nó gây hại rất nhiều. Và rất nhiều bạn đi du học về, các bạn ấy chi tiêu còn nhiều hơn cả cái công việc các bạn ấy làm ra tiền. Và tôi cho rằng thực tế là quý vị cần phải, một, chuẩn bị cho mình, hai, nhân cái việc chuẩn bị cho mình này đào tạo luôn con cái về cái tư duy tài chính, về cái tư duy đầu tư ngay từ khi các bạn ấy còn trên ghế nhà trường. Từ đó khi ra đời, các bạn ấy có thể vận dụng những cái kiến thức tài chính vào. Các bạn hiểu giá trị của đồng tiền, các bạn biết chi tiêu như thế nào cho nó hợp lý. Từ đó chính các bạn ấy sẽ là những người tự do tài chính sớm nhất, không phải đợi đến lúc nghỉ hưu như chúng ta. Đó, thì đấy là một điều giúp ích rất lớn từ cái chương trình mà Phục sẽ giới thiệu với mọi người ở đây, đó là tích sản đầu tư cổ phiếu. Và sắp tới AZFIN Việt Nam sẽ thành lập một cái cộng đồng chuyên về tích sản cổ phiếu. AZFIN Việt Nam hỗ trợ free hoàn toàn các bạn trong cái việc tạo lên cái thói quen tích sản cổ phiếu
Ngoài ra có thể hỗ trợ các bạn, giúp cho con các bạn enjoy vào cái quá trình đầu tư đó, để giúp cho các bạn ấy hiểu ngay cái giá trị đồng tiền, biết cách đầu tư từ khi còn rất là sớm. Đó là cái ý nghĩa cái chương trình mà AZFIN sẽ làm. Tiếp theo ở đây thì tôi muốn trao đổi tiếp về cái tư duy lớn trong đầu tư chứng khoán. Đó là đầu tư là để có nguồn thu nhập cao, bền vững và an nhàn, chứ không phải là đầu tư lại khiến chúng ta vất vả như kiểu một cái công việc chính của chúng ta đang làm. Thế tức là chúng ta vất vả gấp đôi, đúng không ạ? Thì điều đó hoàn toàn sai, hoặc là không phù hợp với cái chiến lược của đa phần mọi người. Đa phần mọi người, rất nhiều người đam mê vào trading và bỏ quên đi những cái công việc chính của mình. Điều đó rất là hại, rất là hại. Và cuối cùng, cái mục tiêu chính nhất của đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, theo tôi đó là tự do tài chính. Và cái mục tiêu cụ thể ở đây, tự do tài chính, có rất nhiều người định nghĩa khác nhau. Nhưng mà thôi, tôi hơi xôi thịt một chút, tôi nói thẳng luôn, tự do tài chính là hướng đến mục tiêu triệu đô la. Để từ đó có thể an tâm nghỉ hưu. Không những an tâm nghỉ hưu mà sau này con cái, anh em, bạn bè, họ hàng cần giúp đỡ chẳng hạn, thì mình cũng có nguồn lực để mình có thể giúp đỡ họ. Thì đấy là cái tư duy trong đầu tư chứng khoán mà chúng ta nên trang bị cho bản thân mình. Tiếp theo, để làm được cái tư duy lớn, cái tư duy triệu đô trong đầu tư chứng khoán, thì chúng ta cần phải làm gì? Đó là không phải là chém gió tôi sẽ kiếm 1 triệu đô trên thị trường chứng khoán, mà rất đơn giản. Thứ nhất, về mục tiêu thì phải đặt thật là lớn lao. Thật là lớn lao, chứ không phải đặt mục tiêu tôi đến với thị trường chứng khoán để tôi kiếm bữa ăn trưa, tôi kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng. Nếu bạn đặt mục tiêu thế, không bao giờ bạn đạt được cái sự tự do tài chính là thứ nhất. Thứ hai, đặt mục tiêu càng còn con như vậy thì nó sẽ làm cho bạn hành động nó một cách tùn mủn, hành động một cách rất là nhỏ nhoi. Thì tôi lấy ví dụ một số trường hợp. Có một số bạn mua được cổ phiếu tốt, sau một tuần lãi được 5-7%, các bạn ấy vội vàng bán đi. Nhưng mà một năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, cổ phiếu đó tăng bằng 2 lần, 3 lần, thậm chí nhiều hơn. Và các bạn ấy lúc ấy rất là tiếc nuối. Đó. Thì ngài Warren Buffett là một trong những người giỏi nhất về vấn đề này. Ông ấy đầu tư, ông phải nhìn, tao nắm giữ cổ phiếu này 5 năm, 10 năm, 20 năm. Để rồi, nó mang lại lợi nhuận gấp 5 lần, 10 lần, 20 lần. Thậm chí có cái cổ phiếu Seacandy, ngài Warren Buffett đã nắm giữ khoảng 50 năm. Thì cổ phiếu này mang lại lợi nhuận cho ngài khoảng độ hơn 1.000 lần. Hơn 1.000 lần, rất là kinh khủng. Và khi đặt mục tiêu lớn lao rồi, không phải là đặt mục tiêu viển vông, đặt cho có, hay là không phải như chúng ta đa cấp, chúng ta hô hào, tôi phải tự do tài chính, tôi phải triệu đô. Không, nếu chúng ta chỉ hô hào không thì cái việc đó không bao giờ trở thành hiện thực. Mà chúng ta phải hành động từng bước nhỏ một cách vững chắc. Và khi chúng ta hành động từng bước nhỏ vững chắc thì qua thời gian chúng ta cải tiến liên tục thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu tự do tài chính. Có thể ai nhanh nhất và có nguồn tiền sẵn thì là 5 năm, ai lâu hơn là 10 năm, ai lâu hơn nữa là 15 năm, và ai chậm hơn nữa có thể là 20 năm, thậm chí 25 năm, thì chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu lớn lao đến như vậy. Lớn lao đến như vậy. Và tôi cũng xin minh chứng cho việc tích sản cổ phiếu để có thể tự do tài chính. Thì đây là một cô bạn của tôi. Cô ấy làm ở Samsung và cô ấy tự do tài chính ở tuổi 30 sau khoảng độ 8 năm đầu tư, 9 năm đầu tư, nhờ vào việc tích sản cổ phiếu đơn thuần. Thì đây là danh mục cổ phiếu cô ấy mua. Cô ấy mua, cô chia là 5 cổ phiếu và cứ mua dần. Và đến đây là năm 2018 chứ cũng không phải là mới, thì cô ấy đã, tài sản cô ấy đã lên đến 9 tỷ rưỡi. Mà tổng giá vốn là 5 tỷ. 5 tỷ ở đây thực ra không phải 5 tỷ đâu, tổng có 1 tỷ 9 thôi. Nhưng vì có một số cổ phiếu đạt mục tiêu sớm quá, thành ra cũng có chốt lời và cuối cùng chuyển đổi sang cổ phiếu khác. Thế thành ra giá vốn nó tưởng là 5 tỷ nhưng thực tế có 1 tỷ 9. Và tổng thị giá là lên đến 9 tỷ rưỡi. Tức là lợi nhuận của cô ấy nó đã lên đến gần 8 tỷ sau khoảng 8 năm đầu tư. Và đến nay cái tài sản này xin chia khoe sẻ với các bạn thì bây giờ cô ấy đã đạt mức khoảng hơn 20 tỷ rồi. Tức là cách đây khoảng hơn 2 năm và cô bổ sung thêm
thì cái số hơn 9 tỷ này đã thành hơn 20 tỷ rồi. Bởi vì lợi suất năm 2000 cuối 2018, 2019 và đến 2020 này của cô ấy đâu đó cũng được khoảng độ 80%. Thì bây giờ cô ấy thực sự là một người tự do tài chính nhờ cái việc tích lũy tài sản này. Đó, thì đây là một minh chứng sống mà Phục đã tư vấn cho từ năm 2010, 2011 để làm được cái điều này. Đó. Tiếp theo, vậy làm sao mà một người làm Samsung tích lũy mỗi tháng đâu đó trung bình thì từ năm 2010 đến nay thì mỗi tháng trung bình đâu đó khoảng mười mấy triệu, 15, 17 triệu mà có thể thay xây dựng được cái khối tài sản lớn như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ, cùng trao đổi với nhau về cái vấn đề này. Nếu mà bạn tích sản được 5 triệu một tháng với lãi suất 10% thì 20 năm bạn có thể được 3 tỷ 8 và 30 năm bạn có thể 11 tỷ. Đúng không? Nếu bạn cùng thì tích được 5 triệu một tháng, lãi suất là 25%, sau 30 năm bạn có thể 400 tỷ. Đó. Và cô bạn của Phục đâu đó tích được đâu gần 20 triệu. Thì 20 triệu nhưng mà lợi suất của cô rất là cao. Lợi suất của cô lên đến 30, khoảng 33 đến 37% trung bình một năm cơ. Thì với gần 20 triệu thế, như vậy sau 10 năm cô ấy cũng đã có được hơn 20 tỷ, là một chuyện hết sức bình thường. Đúng không ạ? Còn ở ví dụ đây, nếu mà quý vị và các bạn có thể tích sản 30 triệu một tháng, điều này nghe có vẻ xa xôi nhưng thực tế không hề. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ bạn có thể chỉ tích được 5 triệu, 10 triệu, nhưng vài năm nữa khi thu nhập bạn tăng lên cao thì hoàn toàn bạn có thể tích được 30 triệu, 40 triệu, thậm chí 50 triệu. Vậy thì trung bình một chuỗi khoảng 20 năm hoặc 30 năm bạn tích được 30 triệu một tháng là một điều hết sức bình thường, không có gì phức tạp. Nếu với lợi suất 10% thì sau 30 năm bạn cũng có 68 tỷ. Nhưng với lợi suất 25% thì bạn có thể đạt được 2.400 tỷ. Đó, thì đây là một cái mục tiêu vô cùng lớn lao. Thì chúng ta hướng đến triệu đô mà thôi. Nếu hướng đến triệu đô tức là chúng ta hướng đến gì ạ? Hướng đến khoảng 22 tỷ, 23 tỷ, 24 tỷ. Tức là chúng ta chỉ cần tích sản được 10 triệu thì 30 năm chúng ta có thể đạt được mức đó. Đúng không? Thực ra là không đến. Nếu chúng ta lợi suất cao hơn, chúng ta tích sản 10 triệu thì 20 năm chúng ta đã đạt được 68 tỷ với cái lợi suất 25%. Và lợi suất chúng ta không được 25% đi, được 20% đi, thì chúng ta cũng phải vượt 1 triệu đô. Thế do đó là tôi kết luận lại rằng cái mục tiêu này nó không phải là xa vời, mà nó có thể đạt được với những ai có trang bị cho mình được một chiến lược tích sản hợp lý, chọn lựa được những cổ phiếu tốt và có tầm nhìn dài, và thực hành nó một cách chỉn chu và quyết tâm theo đuổi đến cùng, thì quý vị và các bạn sẽ đạt được. Ngoài ra, nhân cái bảng này thì tôi cũng trao đổi chia sẻ thêm với quý vị và các bạn. Thứ nhất, chúng ta hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta sớm hơn người khác được 5 năm và sống dài hơn người khác được 5 năm, tức là hơn 10 năm, thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây, tài sản nó cao hơn gấp khoảng hơn 10 lần so với người khác. Đúng không ạ? Giả định, nếu bạn đầu tư từ năm 25 tuổi, người khác 35 tuổi mới đầu tư, tức là cùng thì đến 60 tuổi chẳng hạn, thì tài sản của bạn sẽ gấp hơn 10 lần so với người 35 tuổi mới đầu tư. Hay là nếu bạn sống lâu hơn, bạn đầu tư dài hơn, thì bạn sẽ có thu nhập cao hơn rất nhiều, tài sản lớn hơn rất nhiều. Và thực sự, tôi chưa thấy một cái lĩnh vực nào mà có thể thu giúp người ta vừa minh mẫn mà lại càng già càng cay, càng già càng đầu tư hiệu quả như đầu tư tài chính, đầu tư cổ phiếu. Đó là một cái điều rất thú vị. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng cần phải nâng cao cái lợi suất của mình dần lên. Đúng không ạ? Ngoài việc tích lũy tốt rồi, đầu tư càng sớm để thời gian đầu tư dài ra, thì chúng ta còn cần phải có cái lợi suất nó cao hơn từng ngày bằng cách nâng cao kiến thức của mình. Đó. Do đó cái mục tiêu như 1 triệu đô chúng ta đề ra hoàn toàn không phải là một cái gì đó nó quá xa xôi, mà nó cũng là một cái gì đó rất gần gũi và có thể đạt được. Tiếp theo, vậy thì tương lai thị trường chứng khoán của chúng ta tích sản có ok hay không? Đó, nhiều người bảo đó là những cái câu chuyện quá khứ của ông trao đổi ra. Vậy tương lai nó có ok không? Thì xin trao đổi với quý vị và các bạn, George Soros đã từng nói thị trường chứng khoán là một mỏ vàng bất tận. Tuy vậy, tôi cũng xin mạn phép bình luận thêm câu này. Đúng là nó là một mỏ vàng bất tận, và mỏ vàng thì cũng chỉ dành cho những người biết cách khai thác, biết cách đào vàng mà thôi. Còn nếu bạn vẫn không biết cách đào ấy, thì bạn có thể bị sập hầm và bạn chết bất cứ lúc nào cũng biết. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào cái triển vọng tương lai của thị trường chứng khoán, xem nó có tích sản ok hay không.
Đầu tiên là GDP ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 5 đến 7% trong 10 năm tới. Ở đây là cái đưa ra của rất nhiều các cái tổ chức quốc tế rất uy tín và rất thận trọng. Thì do đó chúng ta không bàn cãi chuyện này nữa. Và với cái tốc độ tăng trưởng 5 đến 7% một năm trong 10 năm tới thì tức là Việt Nam là một trong những nước có cái tốc độ tăng trưởng top cao nhất thế giới. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển. Rõ ràng cái miếng bánh GDP đó tăng trưởng nhanh thì các doanh nghiệp là cấu thành chính ở trong đó thì họ sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất. Do đó, cổ phiếu sẽ cơ bản có tăng trưởng và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư rất tốt. Thứ hai là các doanh nghiệp tốt nhất ở Việt Nam đa phần đều niêm yết trên sàn. Tôi có thể lấy ví dụ cho quý vị và các bạn như sau. Ví dụ lĩnh vực viễn thông, đúng không? Thì là một lĩnh vực hiếm hoi các doanh nghiệp tốt chưa lên niêm yết thôi. Nhưng mà cũng có cái thằng Fox của FPT niêm yết rồi, nó nằm top 3 đấy chứ. Đúng không? Top 3 đấy chứ. Còn lại các cái lĩnh vực khác, ví dụ như lĩnh vực ngân hàng, quý vị có thể thấy Vietcombank tốt nhất, đúng không? Đã niêm yết, BIDV to nhất đã niêm yết, Vietinbank hàng đầu niêm yết, Techcombank số 1 trong các ngân hàng thương mại cổ phần đã niêm yết, MB niêm yết, VP niêm yết, ACB niêm yết, HD Bank niêm yết, Tiên Phong niêm yết, VIB niêm yết, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Giờ ở lĩnh vực bất động sản, Vingroup niêm yết, đúng không ạ? Vinhome niêm yết, hoặc Nam Long niêm yết, Khang Điền niêm yết, Novaland niêm yết, Hà Đô niêm yết, Nhà Từ Niêm niêm yết, Sudico niêm yết rồi, những doanh nghiệp lớn nhất. Vinaconex niêm yết, đúng không ạ? Giờ lĩnh vực xây dựng, hai doanh nghiệp đầu sỏ, Cotecom, Hòa Bình đều niêm yết. Hai lĩnh vực chứng khoán như SI, Hồ Chí Minh, Bản Việt, VND đã niêm yết. Hay là lĩnh vực vật liệu xây dựng như thép chẳng hạn, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, những doanh nghiệp hàng đầu đã niêm yết. Hay là các doanh nghiệp về đá chẳng hạn, DHA, KSB, C32, Núi Nhỏ đã niêm yết. Đúng không ạ? Thế do đó chúng ta có thể thấy rằng các doanh nghiệp hưởng lợi nhờ kinh tế tăng trưởng. Ngoài ra các doanh nghiệp tốt nhất, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ tăng trưởng kinh tế cũng đã niêm yết ở trên sàn. Thế do đó thị trường chứng khoán thực sự là một cái kênh cực kỳ hấp dẫn cho chúng ta để có thể tham gia. Tiếp theo, bách lại quá khứ. Tính trung bình VN Index tăng 14,5% từ năm 2000 đến nay. Năm 2000 tức là năm thành lập thị trường chứng khoán, thì khởi điểm bằng 100 điểm và bây giờ chúng ta 900 điểm rồi. Thì quý vị cứ căn khoảng độ 19,5, tức là mới 19,5, 20 năm đúng không? Căn bậc 20, quý vị trừ ra 1 thì sẽ ra, đúng không? Nhưng mà cái chỉ số là nó chưa tính đến cổ tức. Đó, chúng ta căn thế thì đâu đó nó ra khoảng độ 10-11%. Nhưng mà tính cả cổ tức thì lợi suất của VN Index lên đến 14,5% một năm. Tức là cao gấp khoảng 1,9 lần so với lãi gửi ngân hàng trong cái giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Thì thực sự trong quá khứ kênh này là một kênh sinh lời rất tốt. Tiếp theo, loại bỏ 50% doanh nghiệp bán giấy, tức là những cái doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp lên sàn để lừa chúng ta, như MTM chẳng hạn, KSS vân vân, đúng không ạ? Thì thị trường chứng khoán Việt Nam mang lại lợi suất cho nhà đầu tư 18% một năm. Thì thực sự mà nói đây là một mức sinh lời khủng khiếp, khủng khiếp. Thì trong tương lai chúng tôi cho rằng nó sẽ khó có thể lặp lại cái mức sinh lời cao như thế này. Hôm trước tôi có một cái dự án nghiên cứu và tôi dự báo rằng lợi suất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới có thể tăng trung bình 10% một năm. Nếu chúng ta loại bỏ một nửa doanh nghiệp xấu thì chúng ta hoàn toàn có thể được 14% một năm. Đó là chỉ là chỉ số index thôi nhé. Còn nếu chúng ta chọn được những cái cổ phiếu tốt hơn thì chúng ta có thể tăng cao hơn rất nhiều. Tiếp theo, từ đó tôi có thể kết luận rằng cái thị trường chứng khoán Việt Nam ấy nó như một thiếu nữ đẹp tuổi mới đôi mươi. Và thực tế cách đây vài tháng thì nó vừa mới tổ chức sinh nhật 20 năm thị trường chứng khoán mà. Đúng không ạ? Hiện nay thị trường chứng khoán hấp dẫn như thế đấy. Đó. Chính vì thế cho nên việc tích sản cổ phiếu vẫn là một cái xu hướng chung rất tốt. Bên cạnh đó, tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một cái điều. Đó là cái kênh gửi tiết kiệm ngân hàng của chúng ta sẽ cùng với xu hướng thế giới là lợi suất ngày càng thấp đi. Ngày càng thấp đấy. Thế do đó, cái kênh gửi tiết kiệm sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Và chứng khoán vẫn tăng trưởng tốt thì lại là một nơi có cái sự chênh lệch rất lớn so với gửi tiết kiệm. Đúng không ạ? Tiếp theo, kênh bất động sản thì đây vẫn là một trong những kênh chính và vẫn tiềm năng ở Việt Nam. Tuy vậy,
trong quá khứ bất động sản tăng quá nhanh. Đúng không ạ? Hiện tại mặt bằng giá chung của bất động sản Việt Nam không hề rẻ là chính nhất. Thứ hai, với cái xu hướng online hóa, thương mại điện tử hóa, thì về cơ bản đất mặt tiền, đúng không? Đất thương mại cho thuê sẽ rất khó có thể tăng giá, từ đó làm cho giá đất rất khó tăng. Điều này tạo ra một cái gọi là sự kém hấp dẫn hơn của bất động sản so với quá khứ. Chính vì thế chứng khoán cũng lại lộ lên là một cái kênh cùng với bất động sản rất tốt trong tương lai cho các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa thêm thay vì chỉ tập trung vào bất động sản. Tiếp theo, vậy thì khi nào nên tích sản cổ phiếu? Bây giờ có phải thời gian tích sản cổ phiếu tốt không? Đúng không ạ? Thì để làm được điều đó, chúng ta hãy cùng đi qua cái chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán. Thì ở đây, thông thường cái chu kỳ thị trường chứng khoán này, nó sẽ đi trước chu kỳ kinh tế khoảng 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Khoảng 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Tức là, ví dụ thị trường chứng khoán sẽ tạo đỉnh trước khi kinh tế tạo đỉnh khoảng 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Ví dụ, thị trường chứng khoán tạo đỉnh vào 2017, đúng không ạ? Cuối 2017, đầu 2018. Thì thực sự khủng hoảng nổ ra thì phải là cuối 2018 cơ mới nổ ra. Hay là giai đoạn vừa rồi, thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018, đầu tháng 4. Thì thực sự kinh tế của chúng ta tạo đỉnh mới từ cuối năm 2019 cơ. Vì sao thị trường chứng khoán lại luôn đi trước được nền kinh tế? Điều này rất dễ giải thích. Đó là đầu tư chứng khoán là đầu tư vì kỳ vọng trong tương lai. Thế do đó, ví dụ năm 2018, khi cái chỉ số lên rất cao, thì nó đã phản ánh hết những cái tăng trưởng kinh tế của một vài năm tới rồi. Trong khi người ta nhận thấy rằng kinh tế về cơ bản đã phát triển ở mức đỉnh cao nhất rồi, rất khó có thể tiếp tục tăng trưởng cao nữa. Nếu vậy thì bên kia nó sẽ là sườn dốc đi xuống. Thế do đó người ta sẽ bán trước cổ phiếu của mình đi. Nói điều đó có vẻ hơi trừu tượng, nhưng tôi xin ví dụ như thế này. Khi vào năm 2018 chẳng hạn, các cái chỉ số về PMI, chỉ số về niềm tin đầu tư, niềm tin tiêu dùng vân vân, rồi chỉ số về đầu tư mở rộng mới của các doanh nghiệp, nó bắt đầu chững lại. Và nếu đã chững lại thì tương lai 2-3 năm tới làm gì sao có thể tăng trưởng mạnh được. Đúng không ạ? Cũng giống như Hòa Phát. Hòa Phát mà không mở rộng ở Dung Quất nữa thì làm sao Hòa Phát 2-3 năm sau có thể tăng trưởng thép như bây giờ? Đúng không ạ? Hay là ví dụ như một các cái nhà máy nhiệt điện chẳng hạn, họ có mỗi một nhà máy, họ không đầu tư thêm nhà máy thứ hai. Vậy thì về cơ bản kết quả kinh doanh của họ chỉ đến thế mà thôi. Thì thị trường chứng khoán cũng vậy. Khi người ta nhìn thấy người ta dè dặt trong cái việc đầu tư mở rộng trong tương lai, thì người ta biết rằng tương lai sẽ không có tăng trưởng nhiều. Tương tự với đó, thị trường chứng khoán sẽ tạo đáy trước nền kinh tế. Bởi vì người ta nhận thấy rằng, khi người ta dấu hiệu nhận thấy rằng những chủ doanh nghiệp bắt đầu mon men, chuẩn bị vốn, bắt đầu bỏ vào dần dần đầu tư các nhà máy, thì giai đoạn đó thì kinh tế vẫn chưa tạo đáy đâu. Nhưng mà khi các nhà máy của họ đi vào hoạt động, thì lúc ý nền kinh tế mới bắt đầu tạo đáy và bắt đầu đi lên. Thì thị trường chứng khoán nó sẽ phản ánh trước, tăng ngay từ khi người ta bắt đầu có cái ý định đầu tư, thực hiện đầu tư. Đó, đúng không ạ? Hay là tôi ví dụ rất đơn giản, ông Hòa Phát, ông xây Dung Quất chẳng hạn. Ông xây từ cuối từ 2017 đúng không? Thì ít nhất phải hơn 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau thì ông ấy mới có sản phẩm cung cấp cho thị trường chứ. Thì nền kinh tế tương tự như vậy. Ở vùng này thì người ta ít đầu tư mở rộng, thì suy ra 2-3 năm nữa nó sẽ ít tăng trưởng. Tương tự ở vùng này, người ta niềm tin người ta về tương lai rồi, thì người ta sẽ đầu tư nhiều, thì sẽ 2-3 năm sau nó sẽ tăng trưởng trở lại. Thì thị trường chứng khoán nó sẽ chạy trước như vậy. Đó là một điều hết sức dễ hiểu. Và các cái dấu hiệu của các giai đoạn kinh tế như thế nào? Đầu tiên, giai đoạn phục hồi có các dấu hiệu như sau: tăng trưởng GDP bắt đầu phục hồi, sản xuất công nghiệp tăng, thất nghiệp giảm, thu nhập hộ gia đình tăng, tín dụng tăng trở lại, doanh thu và lợi nhuận tăng, tồn kho giảm. Vậy chúng ta có phải nằm ở giai đoạn phục hồi không? Nền kinh tế chưa, đúng không? Giai đoạn tăng trưởng thì các dấu hiệu tăng trưởng GDP đạt đỉnh, thì chúng ta vừa mới qua giai đoạn đó mà thôi, chứ không phải đang ở giai đoạn đó. Giai đoạn suy giảm, tăng trưởng GDP bắt đầu giảm, tín dụng bắt đầu thắt chặt, tức là tăng trưởng tín dụng rất thấp đấy, lợi nhuận doanh nghiệp giảm,
Giai đoạn suy thoái, tăng trưởng GDP giảm mạnh, thất nghiệp tăng mạnh, thu nhập hộ gia đình giảm, tín dụng cạn kiệt và lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh. Có vẻ như nền kinh tế chúng ta đang ở giữa hai giai đoạn này thì phải, hoặc là giai đoạn suy thoái, đúng không ạ? Tuy nhiên, với tôi, chuyện đó không quan trọng. Nó có ở cuối giai đoạn suy giảm hay là cuối giai đoạn suy thoái thì cũng thế thôi. Tôi chỉ quan tâm rằng tôi là một người nhà tích sản cổ phiếu. Vậy 3 năm tới, 5 năm tới, 7 năm tới, thị trường, nền kinh tế sẽ ở giai đoạn nào? Đúng không ạ? Sẽ ở giai đoạn nào? Thì tôi tin chắc rằng tới 90-95% rằng 3 năm tới, 5 năm tới, suy thoái và khủng hoảng sẽ qua đi. Và lúc đó nó sẽ là giai đoạn phục hồi hoặc giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Và khi nền kinh tế là đang tăng trưởng như thế chứ gì, thì chứng khoán sẽ là nơi được hưởng lợi nhiều nhất và có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Thế do đó, bây giờ chúng ta bắt đầu tích sản cổ phiếu từ cái giai đoạn này. Chúng ta sẽ dần dần mua được những cái khởi điểm với giá mềm nhất, tốt nhất. Và cho dù chúng ta mua và nó có điều chỉnh thêm một thời gian nữa đi chăng nữa, thì đấy lại là càng là cơ hội chúng ta tích thêm các cổ phiếu giá rẻ. Và để rồi một ngày nào đó nó sẽ bật mạnh trở lại ở giai đoạn phục hồi và giai đoạn tăng trưởng. Đúng không ạ? Và bao giờ quý vị thấy tăng trưởng GDP đạt đỉnh so với tiềm năng, tức là khoảng 7%. Đúng không ạ? Kéo dài vài năm, tín dụng tăng nóng, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất như 2017-18. Thì lúc đó quý vị hãy mạnh dạn mà thoát khỏi thị trường. Chúng ta hãy nhận tiền về nhà mình, đúng không ạ? Để chờ đợi cơ hội tiếp theo, hoặc để bỏ vào vàng, hoặc để gửi tiết kiệm, để chờ đợi những cái giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế và chúng ta lại bắt đầu với nó. Thì đó là cách đầu tư, đúng không ạ? Nhiều bạn bảo, ồ ông nhìn ra ông đoán được ngay đáy kinh tế hay là các giai đoạn. Không, Phục không đoán được. Nhưng Phục biết chắc rằng cái chu kỳ kinh tế nó vận hành như xuân hạ thu đông, đúng không ạ? Hết suy thoái xấu nhất thì chắc chắn đến phục hồi và tăng trưởng, và hết tăng trưởng mạnh thì phải đến suy giảm. Chúng ta chỉ cần hiểu thế thôi. Thì tất nhiên đối với mỗi một giai đoạn với một chu kỳ kinh tế khác nhau thì có thể các giai đoạn này nó sẽ kéo dài khác nhau. Giả định ví dụ suy thoái, nếu mà Covid chúng ta xử lý được sớm trong quý 3, quý 4 năm nay thì rõ ràng là suy thoái sẽ đi qua khá là nhanh, 2021 có thể bắt đầu vào giai đoạn phục hồi. Nhưng nếu mà Covid nó kéo dài 3 năm nữa thì suy thoái nó sẽ dài hơn thêm 2-3 năm nữa, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị hãy có tầm nhìn xa, tức là nhìn 3 năm tới, 5 năm tới, 7 năm tới sẽ đến đâu. Thế do đó cho dù suy thoái có kéo dài 2-3 năm nữa thì 5-7 năm nữa nó cũng sẽ đến phục hồi và tăng trưởng mà thôi, đúng không ạ? Và càng suy thoái lâu thì chúng ta lại càng có cơ hội có thể mua được những cái cổ phiếu với giá rất rẻ, rất mềm mà thôi. Chứ nó không có rủi ro gì cả. Nhưng mà với điều kiện phải bám chặt cái phương pháp đó. Tiếp theo, đây là thực tế tích sản của AZFIN từ năm 2020. Tức là năm nay, đầu năm chúng tôi mua tích sản một số cổ phiếu. Đúng không ạ? Thì nổi bật lên đây chúng tôi tích sản ở giai đoạn 1 hồi tháng 3 chúng tôi tích sản cổ phiếu ABI này với cái giá khoảng 25.200. Thì bây giờ giá ABI đâu đó khoảng 33.000, đúng không ạ? MB chúng tôi mua tích sản giá 13.6 thì bây giờ là 17.000, bây giờ không phải 17.000 mà 18.100 hay 200 gì đó, đúng không ạ? TDM thì chúng tôi tích sản được 15.6 và bây giờ là khoảng 24, đúng không ạ? VND thì chúng tôi tức là lên được 13 thì thôi chúng tôi bán. Đấy là một con chúng tôi hán một chút, đúng không ạ? Còn FPT là một cổ phiếu cổ truyền của AZFIN rồi, thì chúng tôi mua nó từ 2013 cơ. Và trong cái đợt tháng 3 vừa rồi, khi nó về mức 42.000 chúng tôi cũng nhảy vào mua, đúng không ạ? Và giá sau khi chia cổ phiếu nó điều chỉnh về 36.5 đấy, đúng không ạ? Và bây giờ giá nó khoảng 50 và nhận được thêm cổ tức nữa. Đó thì đấy là cái giai đoạn chúng tôi tích sản, đúng không ạ? Hay là cái đợt thứ hai chúng tôi mua là đợt tháng 7 vừa rồi, PVT chúng tôi mua 9.1 tháng 7 vừa rồi đó. Techcombank lúc ấy nó về 17.3 cơ, có lúc về 17.3 nha, nhưng chúng tôi mua trung bình được 17.95. hay KSB thì là một cổ phiếu mà có cơ bản và hưởng lợi từ cái đầu tư công, nhưng mà chúng tôi cho rằng cổ phiếu này thì liên quan đến yếu tố tạo lập là lớn quá, thành ra chúng tôi cũng bắt thêm, gọi là gia tăng thêm chút lợi nhuận trong ngắn hạn đó. Chúng tôi chỉ đầu tư ngắn hạn thôi,
ngắn hạn, tức là dưới 6 tháng thôi, ví dụ thế. Còn con Techcombank sẽ trong chiến lược tích sản của chúng tôi rất dài hạn và mạnh mẽ. Đó, thì trên đây là tôi trao đổi về cái thực tế tích sản của AZFIN. Tiếp theo, danh mục của AZFIN Việt Nam, danh mục lớn nhất của chúng tôi đây. Đó là FPT, chúng tôi tích sản từ năm 2013 và chúng tôi mua liên tục. Đó, mua liên tục. Lợi suất thì những lô đầu từ 2013 đâu đó nó khoảng độ hơn 400%. Thì đây chúng tôi mua liên tục, tục thì giá bình quân khoảng 18.8. Đúng không ạ? ABI là cổ phiếu chúng tôi cũng kỳ vọng tích sản rất dài hạn, nhưng cổ phiếu này do upcom, thành ra chúng tôi phân bổ tỷ trọng nhỏ hơn. Và thực sự mà nói, ABI chính là cái cổ phiếu mà chúng tôi thay cái con Vinamilk chúng tôi tích sản rất lâu năm. Đúng không ạ? Chúng tôi thay từ hồi tháng 3, tức là thay được 5-6 tháng rồi. Còn con Techcombank thì đợt này thì chúng tôi cũng bắt đầu nhập rất mạnh và tích lũy. Thì chúng tôi tích Techcombank thì là thay thế cho cổ phiếu Phước Hòa. Tuy rằng Phước Hòa chúng tôi đánh giá vẫn rất tốt, nhưng mà chúng tôi đặt niềm tin vào Techcombank trong dài hạn nhiều hơn. Chính vì thế trong đợt vừa rồi, hồi đầu tháng 8 vừa rồi, giữa tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã ra Phước Hòa và thay thế Techcombank vào cái danh mục tích sản. Thì AZFIN Việt Nam quản lý khoảng độ 15 danh mục lớn cơ. Thì đây là một trong những danh mục lớn nhất của chúng tôi đang tích sản những cái cổ phiếu như thế này. Đó. Ngoài ra thì cũng chia sẻ với quý vị hơi riêng tư một chút. Có một cái công ty chứng khoán là công ty chứng khoán Hàn Quốc ấy, thì có một sếp cũ phục, cũng chia sẻ sếp cũ phục thì đợt ý chuyển về KB làm phó tổng bên đấy, thì anh ý có nêu cao cái chương trình tích sản, thì Phục cũng rất khuyến khích vợ Phục tham gia chương trình đó. Cái chương trình đó rất hay. Mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ vào 2 triệu tích sản, nếu bạn làm cả một năm thì công ty thậm chí còn tặng cho bạn thêm 1 triệu cơ. Đúng không ạ? Và vợ Phục đã tích sản cái hồi đó, lúc ý là cũng mang bầu con gái. Con gái bây giờ được 1 năm, nhưng lúc ý mang bầu mới đâu được khoảng độ hơn khoảng độ 5 tháng. Thì tức là cái tích sản này thì mới tích được 17 tháng. Thì lúc đầu đó gửi vào đó 2 triệu một tháng, và ngày tháng nào cũng mua ri, và giá trung bình đâu mua được 32.376. Thực ra là trừ cổ tức thì giá trung bình nó còn thấp hơn cơ. Đúng không ạ? Thì đến hôm nay thì giá cổ phiếu ri đã là 40.000 rồi. Đúng không ạ? Thì như vậy là chỉ sau 1 năm 5 tháng, tức là 17 tháng, thì cái vốn trung bình đâu đó được có 9 tháng thôi. Tức là vốn bỏ cách đây 17 tháng thì được 17 tháng đúng không ạ? Nhưng cái vốn vừa mới bỏ vừa rồi thì chưa được tháng nào, thì trung bình nó khoảng độ chưa đến 9 tháng, hơn 8 tháng. Thì cái lợi suất đối với cái con ri này là 20%. Như vậy có thể tính ra là một năm thì lợi suất tương ứng với 30%+, rất tốt. Nhưng Phục cũng không kỳ vọng cái lãi cao như thế này đâu. Và thực sự cổ phiếu ri nó tăng lên 40 rồi nó rất là nhanh, đó là một điều chúng tôi không hề thích. Thậm chí chúng tôi thích nó cứ đi quanh 30 mãi cơ, thì chúng tôi sẽ nhận được càng nhiều. Còn giá nó sau này tăng nó sẽ tự đấy, không tăng trước thì tăng sau, đúng không ạ? Tiếp theo, cổ phiếu tech thì chúng tôi khi ri nó lên đến 37, 38 rồi chẳng hạn, 39 thì thôi, những cái luồng tiền tiếp theo, đúng không ạ, chúng tôi nâng lên không phải 2 triệu nữa, và vợ tôi đã nâng lên là 4 triệu, là 6 triệu một tháng. Và lúc này là bắt đầu tích sản vào cổ phiếu Techcombank, và trong tương lai dài sẽ tích sản cổ phiếu này nhiều nữa chẳng hạn. Thì đấy, cái giá vốn tích sản bình quân là 20.278 đồng, thì chúng tôi vẫn tiếp tục tích sản như thế. Và đây chính là cái việc để dành cho con cái sau này. Thì cụ thể là con đầu lòng của tôi này năm nay mới 1 năm, thì chúng tôi kỳ vọng rằng chỉ cần tích sản 10 năm tới nữa thôi thì con có thể thoải mái tiền đi học được. Và khi con tôi khoảng độ 5-6 tuổi thì tôi bắt đầu cho cháu biết cách hàng tháng con phải bỏ tiền vào đây này, đúng không ạ? Phải bỏ tiền vào đầu tư này, và cứ đều đặn như thế tạo cho thói quen cho các bạn trẻ để biết cách tiết kiệm. Thì để khi các bạn ấy đòi mua đồ chơi hay mua quần áo đẹp hay chi tiêu một cái gì đó, các bạn lại nghĩ đến cái việc đầu tư. Thì tôi cho rằng cái này là một cái ý nghĩa giáo dục vô cùng tốt. Và đây cũng là một cái lĩnh vực mà sang năm AZFIN sẽ có thể bung ra rất là mạnh mẽ đến với quý vị và các bạn. Và nhân tiện đây thì tôi cũng giới thiệu một chương trình, tức là có thể cuối năm nay. Đó, như ngày trước thì chúng tôi đồng hành cùng các nhà đầu tư để họ có thể tạo nên cái thói quen tích lũy đầu tư cho mình như một thói quen hàng ngày, để có thể
tích được một cái khối tài sản lớn, sinh lời thụ động trong tương lai. Bên cạnh đó là AZFIN sẽ hỗ trợ về mặt gọi là lựa chọn cổ phiếu, tầm nhìn 5 năm, 7 năm, 10 năm ra sao. Thì như các cái năm trước, đợt trước thì chúng tôi có trả cái phí này lên đến 39 triệu đồng. Nhiều người tưởng đắt nhưng thực ra không hề đắt. Để tạo ra một cái thói quen tốt cho bạn và một kênh rất tiềm năng, hỗ trợ bạn đi đúng hướng và trong quá trình ý bạn học được rất nhiều kiến thức, thì 39 triệu thực sự rất nhiều anh chị chia sẻ là còn rất rẻ. Đúng không? Nhưng một điều bất ngờ sắp tới, có thể là cuối năm nay, thì chúng tôi sẽ thành lập cái cộng đồng tích sản đầu tư cổ phiếu, một cái hiệp hội luôn. Và AZFIN sẽ hỗ trợ free cho toàn bộ quý vị và các bạn về cái định hướng đầu tư như thế. Và hàng tháng chúng tôi còn có người nhắc nhở bạn vào những cái thời gian định kỳ, ví dụ cuối tháng hoặc đầu tháng, là bạn phải nộp tiền vào đi, bạn phải tuân thủ kỷ luật đi, bạn phải đầu tư đi. Đó. Và chỉ có như vậy thì các bạn mới có thể thu được lợi nhuận bền vững và dài hạn cho mình. Và cái điều đó là một phần. Phần quan trọng hơn, các bạn có thể đồng hành cùng con bạn, hướng dẫn con bạn để các bạn ấy có kỹ năng tài chính ngay từ khi ở trên ghế nhà trường và đến khi tốt nghiệp đại học, đến khi ra trường, thì hiển nhiên là các bạn ấy đã có những cái kỹ năng về tài chính vô cùng tốt. Thì trên đây là tôi chia sẻ với quý vị và các bạn về những cái nội dung như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ giải đáp quý vị và các bạn những cái mà quý vị và các bạn thắc mắc hay là muốn nghe, muốn trao đổi về cái chiến lược tích lũy cổ phiếu như này. Thì xin mời quý vị và các bạn ạ, chúng ta sẽ cùng trao đổi nhé. Quý vị và các bạn vui lòng chat ở phía dưới ạ. Vâng, tôi sẽ xin trả lời một số cái câu hỏi như sau ạ. Bạn Văn Thú Nguyễn có hỏi: mua tích sản là mua cổ phiếu giá rẻ với số lượng lớn, vốn lớn ban đầu, hay mua theo dạng bình quân chi phí? Thì xin trả lời với Văn Tú rằng mua tích sản cổ phiếu chính là việc chúng ta hãy bỏ ra hàng tháng như kiểu chúng ta tiết kiệm ấy. Nhưng mà thay vì gửi vào ngân hàng thì chúng ta sẽ mua những cái cổ phiếu tốt, chúng ta sẽ lựa chọn những cổ phiếu tốt, thì về dài hạn chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận rất cao. Thực tế các cái danh mục của AZFIN đầu tư tích sản thì lợi suất rất là cao, không dưới 20% một chút nào trong tất cả các cái tài khoản đó. Thậm chí có tài khoản của chúng tôi cũng hơi ách tiếp một chút. Ách tiếp ở đây là có khi chúng tôi mua 2 năm sau, 3 năm sau chúng tôi đã bán ấy, thì lợi suất lên đến 37% của AZFIN Việt Nam. Bạn Nguyễn Thành Trung là về MB chiến lược ra sao, thì chúng tôi cũng cho rằng MB là một ngân hàng rất tốt. Định giá cổ phiếu hiện tại PB nhỏ hơn 1 thì vẫn rất xứng đáng để có thể tích sản trong dài hạn. Thì tôi trao đổi với bạn như này: cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của MB ấy, từ 18 đến 23%, mà giá lại nhỏ hơn vốn chủ sở hữu. Suy ra rằng coi như bạn đầu tư một cái cơ hội kinh doanh có lợi suất từ 18 đến 23%. Đó, thì đó là một cái điều rất tốt. Bạn Ngọc hỏi là mua tích sản FPT có cắt lỗ không? Đúng không ạ? Thì xin thưa với bạn là chắc chắn là không cắt lỗ rồi. Đúng không ạ? Sao để cắt lỗ mà FPT đâu có lỗ, đúng không ạ? Ồ, Trọng muốn đăng ký tham gia luôn à? Tình hình hiện tại là chưa có Trọng nhá. Tình hình là cuối năm AZFIN mới chính thức chuẩn bị được nhân sự, chuẩn bị được các cái chiến lược vân vân, thì đối với AZFIN sẽ thành lập cái cộng đồng đó để giúp đỡ các nhà đầu tư một cách free. Ok ạ? Bạn Hoàn Toàn: tầm nhìn Techcombank bao nhiêu? Thì theo chúng tôi là tích sản cổ phiếu thì chúng ta hãy tích làm 3 cổ, đúng không? Techcombank cũng là một cổ phiếu rất tốt để có thể tích sản, và Techcombank rất có rất nhiều cơ hội trong tương lai có thể vượt lên dẫn đầu, đúng không? Thì đó là một cổ phiếu tích sản tốt. Nếu ví dụ cổ phiếu RE mà không tăng thì sao? Ô, không tăng thì chúng ta cứ tích sản, chúng ta hưởng lợi từ cổ tức đi, rồi một ngày nó sẽ phải tăng thôi. Bởi vì cổ phiếu RE định giá khá rẻ, đúng không? Cổ tức khá cao, đúng không? Như chúng tôi mua thì chúng tôi mua trung bình trừ cổ tức được khoảng 3 giá khoảng 30, mà một năm nó cứ trả 1.600 cổ tức, tức là tương ứng với hơn 5% rồi. Ngoài ra lợi nhuận nó còn tăng trưởng hàng năm. Nếu vài năm nữa RE mà nó không mở rộng nữa, có thể nó trả cổ tức lên đến 5.000 đồng,
Thì kể cả không tăng giá thì chúng tôi cũng hưởng cái cổ tức 5.000 đồng một năm như thế đã đủ chưa ạ? Rất tuyệt vời đúng không? Nhưng thực tế cổ phiếu chỉ bị định giá sai trong một thời gian ngắn nhất định mà thôi. Rồi sau đó nó sẽ tăng trở lại. Và riêng RE mà càng đi ngang càng giảm thì đấy lại là cơ hội tích sản cổ phiếu giá rẻ càng tuyệt vời. Thực tế đã chứng minh điều đó. Ô, bạn Xuân Thanh bảo quá trình tích lũy cổ phiếu sẽ không tăng, sẽ thất bại, không đúng đâu nhé. Như mình vừa giải thích rồi đấy. Cổ tức sẽ cao và cái gì tốt thì cuối cùng nó cũng sẽ đến. Nó cũng sẽ phải tăng giá mà thôi. Chứ nó không thể bị định giá thấp mãi. Bạn Xuân Thanh, nếu bạn Xuân Thanh có thể lựa chọn ra một cổ phiếu nào mà định giá thấp mãi được ấy, trong 3-4 năm liền ấy, đúng không? Thì Phục thậm chí mất với bạn cái gì bạn muốn, đúng không? Phục có 13 năm trên thị trường, thành ra Phục cũng trải qua hết rồi. Không có chuyện là cổ phiếu sẽ cứ giảm mãi nếu đó là cổ phiếu tốt. Chỉ có những cái cổ phiếu bán giấy thì nó mới giảm mãi mà thôi, đúng không? Ngọc bảo làm sao để đăng ký chương trình hướng dẫn đầu tư tích sản ạ? Ồ, nếu có xin một suất. Ok Ngọc, thì cuối năm chắc khoảng đôi ba tháng nữa, nếu nhanh nhất là khoảng một tháng nữa, thì AZFIN sẽ có chương trình và công bố rộng rãi với quý vị và các bạn ở trên page của AZFIN. Và mọi người hãy vào page của AZFIN để có thể đón chờ thông tin như vậy. Thì chúng tôi sẽ rất quan trọng ở đây, một là tạo thói quen cho quý vị, hai là có thể tạo thói quen cho người nhà, con cái quý vị, và thứ ba là giúp nâng cao kiến thức và trình độ đầu tư, và cuối cùng là hướng đến tự do tài chính. Bạn Kết Kết có hỏi là Hòa Phát giá hiện tại có nên gom theo dạng tích sản được không? Riêng tích sản ấy thì bạn cứ gom đều hàng tháng đi, kể cả giá bây giờ có, tương lai khoảng vài tháng nữa có giảm đi thì bạn lại mua được giá càng rẻ, rồi nó sẽ lại bật nếu nó là cổ phiếu tốt. Và Hòa Phát thì chúng tôi cũng xin khẳng định đây là một cổ phiếu tốt. Chúng tôi cũng nói rất nhiều trong các clip ở trên kênh YouTube của AZFIN Việt Nam. Đó là kênh chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Bạn có thể tham khảo về những cái đánh giá Hòa Phát ở đấy mà tôi đã đánh giá cách đây một thời gian. Đúng không ạ? Nguyễn Văn Thanh hỏi nên tăng tích sản cổ phiếu tăng trưởng hay ổn định, đúng không ạ? Thì trong một danh mục thường có cả tấn công, thường có tiền đạo, thường có trung vệ, thường có thủ môn. Thì bạn có thể phân chia ra là mỗi thứ một cổ. Mỗi thứ một cổ, đúng không ạ? Về cổ phiếu 9 mùi thì nó mang lại cổ tức cao để có dòng tiền lại tái đầu tư. Về cổ phiếu tăng trưởng thì kỳ vọng giá nó sẽ tăng cao, đúng không ạ? Thì để tài sản tăng nhờ cái tăng giá cổ phiếu, đúng không ạ? Bạn Phương Phạm có trao đổi, em có sẵn 200 triệu nhưng thu nhập có 8 triệu trên tháng thì tích sản thế nào? Mua bao nhiêu cổ phiếu mà vừa? Thì bạn có thể inbox với AZFIN Việt Nam thì đến nữa chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn trong cái chuyện đó. Thì 200 triệu này không phải là bạn vứt đục một cái vào bạn mua cổ phiếu luôn đâu. Mà cách tốt nhất, 200 triệu bạn hãy gửi ngân hàng cho tôi trong vòng 10 tháng đi. Tức là mỗi tháng bỏ ra 20 triệu mua, mỗi tháng bỏ ra 20 triệu mua. Còn nếu bạn mua luôn một cục 200 triệu ấy, nếu mà chẳng may thị trường nó giảm mạnh chẳng hạn, thì bạn sẽ bị áp lực tâm lý rất lớn. Mà trong khi hàng tháng bạn tích lũy chỉ chắc được 3-4 triệu thôi, đúng không ạ? Thì nó, nếu mà mình mua một cục ở giá cao thì cuối cùng những cái 3-4 triệu hàng tháng nó sẽ không đủ kéo lại cái việc mua giá cao đó. Bởi vậy bạn chia ra là 10 tháng thì thể nào bạn cũng mua được giá cao, giá thấp, giá và cuối cùng là giá trung bình, đúng không ạ? Và để mua 10 tháng như thế rất đơn giản, bạn chia ra mỗi tháng 20 triệu thì có khoản gửi lâu nhất là 10 tháng, khoản gửi nhanh nhất là 1 tháng. Thế nào một tháng sau lại có một khoản về, một tháng sau lại có một khoản về, và bạn bỏ vào mua cổ phiếu. Thì đấy là cái cách mua cổ phiếu rất hiệu quả. Rất hiệu quả. Mà AZFIN đã thực hiện và chứng minh bằng hiệu quả như các cái tài khoản ở trên quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Đúng không? Ok ạ. À. Tiếp theo. Tiếp theo ạ. À. Vâng. Ok, Phục sẽ trả lời các cái câu ạ. Bạn Ngọc Hu, em bán lâu lắm rồi, đợt sau Tết giảm thê thảm, em lỗ nặng FPT. Đúng rồi, đây là một cái điều rất nguy hiểm với bạn. Cổ phiếu tốt mà nó là điều chỉnh thì bạn phải giữ chặt chứ. Thậm chí hàng tháng bạn có tiền bạn cứ tích vào đó, tại sao phải cắt lỗ? Đúng không? Cơ bản doanh nghiệp đâu có thay đổi nhiều. Và thực tế chứng minh bạn giữ FPT đến bây giờ thì lợi nhuận kinh khủng khiếp, đúng không?
Ok, bạn Nguyễn Văn Công có hỏi là nếu tích sản thì nên chọn 1, 2 hay 3 mã cổ phiếu. Thì chúng tôi cho rằng là nên tích sản thì nên chọn 3 cổ phiếu. Vâng, bạn Vũ Hoàng Đông thì lại có hỏi câu là kiến thức này có bị lỗi thời không? Cái giá trị lỗi thời hay không, chúng ta hãy xét đến vấn đề nó có hiệu quả hay không. Nếu nó hiệu quả thì không bao giờ nó lỗi thời cả. Và tôi tin rằng là nó sẽ không bị lỗi thời. Bởi vì hiện tại hay là quá khứ nó mang lại kết quả kinh doanh rất tốt. Và thị trường chứng khoán tương lai cũng thế thôi. Đúng không ạ? Thực tế đã chứng minh bao nhiêu năm tồn tại của nó. Đúng không ạ? Còn nếu mà bạn mà có tài năng giao dịch nhanh, bạn có thể kiếm lợi nhuận cả 100% trong vòng 1 năm, thì tất nhiên bạn nên theo cái chiến lược đó. Đúng không ạ? Còn đây là dành cho số đông. Bạn Điệp Kiên thì ok ạ, bạn Điệp Kiên thì có hỏi là với giá cổ phiếu 50k có nên mua đầu tư dài hạn không, thì mình không hiểu cổ phiếu đó là cổ phiếu nào. Nếu là FPT chẳng hạn, nếu bạn cổ phiếu này trong tương lai vẫn còn rất tốt thì bạn có thể hàng tháng mua chứ không nên mua một cục. Ok. Rất nhiều anh em hỏi về Hòa Phát, về FPT, về RE đúng không ạ? Anh Hiếu có chia sẻ là theo mình khó nhất trong đầu tư tích sản là niềm tin vào cổ phiếu. Vậy làm thế nào để có niềm tin? Thực sự câu hỏi này thì Phục đã giải đáp cho không biết bao nhiêu nhà đầu tư. Có niềm tin thì nó nằm ở 2 yếu tố. Một là chúng ta phải có kiến thức sâu về cái lĩnh vực này. Đó. Sâu ở đây không nhất thiết là phải sâu tất cả. Mà sâu ở đây là chúng ta định lựa chọn cổ phiếu nào, một nhóm cổ phiếu thì chúng ta nghiên cứu thật kỹ một nhóm ấy thôi. Và cuối cùng chúng ta chọn ra những cổ phiếu tốt nhất, có lợi thế nhất. Và đặc biệt cái kiến thức này phải tầm nhìn rất dài hạn. Thì quý vị và các bạn có đánh giá được. Và khi có niềm tin vào doanh nghiệp ấy, thì bạn có thể dễ dàng giữ cổ phiếu đó trải qua mọi thăng trầm. Miễn là bạn nhìn thấy, tương lai nó có ok không? Đúng không? Tương lai có ok không? Vẫn tăng trưởng không? Vẫn tốt thì bạn vẫn giữ. Vâng, bạn Phong Phạm có hỏi là em không hiểu cái bảng để tính tích sản. Cái bảng để tính tích sản là dựa vào lãi kép đấy bạn ạ. Thì cái này là rất nhiều công cụ bạn có thể tính lãi kép kiểu gì ạ. Vâng, bạn Tâm Nguyễn có hỏi MWG thì sao? Anh ơi mua tích sản được không ạ? Thì với AZFIN đánh giá MWG là một trong những cổ phiếu khủng nhất đối với AZFIN. Và AZFIN cũng khá là tin tưởng vào cổ phiếu này. Tuy vậy, một cổ phiếu luôn luôn rủi ro. Chính vì thế, chúng ta hãy chọn lấy 3 cổ phiếu để tích sản. Được không ạ? Vậy nếu cổ phiếu tăng giá quá nhanh thì có chờ giảm giá mới nên mua không ạ? Thì thực ra nếu mà bạn biết chắc rằng cổ phiếu sẽ giảm giá thì nên chờ. Nhưng nếu bạn không biết chắc thì hãy mua hàng tháng. Và các bạn nếu có học ở AZFIN thì sẽ biết được là định giá cổ phiếu như nào là hấp dẫn. Nếu định giá mà đắt thì có thể dừng mua, còn định giá hợp lý vẫn nên mua. Bởi vì nếu mà định giá đắt quá ấy, thì rồi nó sẽ trở lại mà thôi. Đúng không ạ? Còn nếu bạn không biết định giá thì cái việc này hơi khó. Nếu không biết định giá thì hãy mua liên tục đi. Giá cao cũng mua, giá thấp cũng mua, và cuối cùng chúng ta vẫn mua được giá trung bình. Đó thì trả lời câu hỏi của anh Bùi Công Hiếu là làm nào có để có niềm tin. Đó là niềm tin là tri thức. Là ăn nằm là ngủ nghỉ với cái cổ phiếu ấy, và mình hiểu nó đủ mọi thứ rồi. Thế khi đó thì chúng ta biết nó có tốt thực sự hay không, và chúng ta biết chúng ta có nên trung thành với nó. Đấy thứ nhất. Thứ hai là quý vị và các bạn tốt nhất đừng có nhìn bảng nhiều. Cái thời gian nhìn bảng thì hãy nhìn cổ phiếu, hãy phân tích cổ phiếu, hãy đọc báo cáo thường niên, đọc báo cáo tài chính, đọc về chiến lược kinh doanh của công ty, đọc về cái ngành nghề của công ty đang hoạt động. Đúng không ạ? Và nếu còn thời gian thì hãy tập trung vào công việc chính để có thể kiếm ra nhiều tiền hơn nữa hàng tháng để chúng ta tích được nhiều hơn. Đúng không ạ? Ngọc có hỏi, tích sản thì có nên margin không vì có thể mua vào lúc giảm mạnh và giá rẻ? Xin thưa với Ngọc là đó là không nên dùng margin. Nếu dùng margin thì đấy là mang tính chất đánh đấm rồi. Đúng không ạ? Và bạn biết lúc nào là rẻ? Bạn biết lúc nào là đắt? Đúng không ạ? Bởi vì chính Ngọc chia sẻ là đợt ra Tết Ngọc đã cắt lỗ FPT. Rõ ràng lúc ấy rẻ, tại sao cắt mà không dùng margin? Nếu mà chúng ta giỏi đến mức chúng ta biết giá nào rất hấp dẫn, rất rẻ thì chúng ta hãy dùng margin mạnh dạn lên. Đúng không ạ? Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ không biết. Và chúng ta thường dùng margin vào những lúc chúng ta phấn khích nhất. Và lúc đó là thị trường, là cổ phiếu thường ở mức rất cao và rủi ro rất lớn. Và chúng ta lại đi cắt lỗ đúng vào lúc chúng ta sợ hãi nhất, lúc giá cổ phiếu giảm sâu nhé. Đúng không ạ? Đó.
và khuyên chân thành đối với các bạn mới tham gia, mà kể cả các bạn đã tham gia đến chục năm rồi, thì đừng nên vay margin mà mua tích sản cổ phiếu. Nếu bạn đánh cổ phiếu theo quả thì bạn tự tin thì bạn hãy dùng margin. Còn đã mua tích sản thì chúng ta yêu cầu cái lợi suất là cao hơn ngân hàng chẳng hạn. Mà bạn vay margin thì lãi suất thường cao gấp đôi vậy gửi ngân hàng. Vậy có nên vay không? Đúng không ạ? Câu trả lời là không. À, bạn Hạnh Nguyễn có cho em hỏi là cổ phiếu tích sản ACB có tốt không? Thì trên quan điểm của chúng tôi, ACB là một trong những cổ phiếu ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của nó là quản trị rủi ro rất tốt. Và tỷ lệ nợ xấu của ACB cực kỳ thấp. Gọi là không ngân hàng nào quản trị rủi ro chặt như ACB. Và nợ xấu của ACB còn thấp hơn cả Vietcombank. Đó, thì về dài hạn ACB có một điểm yếu là tăng trưởng sẽ không nhanh. Nhưng nó là một cổ phiếu rất an toàn, hiệu quả cao, đúng không ạ? Và chắc chắn cho quý vị, và nó cũng chắc chắn nằm trong top 10 đến 20 cổ phiếu tốt nhất mà AZFIN quan tâm. À, Điệp hỏi em, Điệp Kiên hỏi FPT đúng không? Thì như mình trả lời đấy, FPT thì giá này vẫn là một vùng giá hợp lý, nó không phải quá rẻ nhưng nó không đắt. Về tương lai nó vẫn tăng trưởng, cổ tức nó vẫn tốt. Thì chúng ta hãy nhặt dần hàng tháng, chứ chúng ta đừng nên mua một cục. Còn nếu chúng ta biết chắc chắn rằng giá này rất rẻ, nó sẽ tăng mạnh thì hãy mạnh dạn mua một cục. Còn nếu bạn không biết chắc thì đừng nên mua một cục, mà hãy giải nó ra. Đúng không? Bạn Phương Thảo có chia sẻ là em tích sản FPT, Techcombank, MBB có ổn không? Xin thưa với bạn, ba cổ phiếu là ba cổ phiếu rất tốt, rất tuyệt vời để tích sản. Nhưng mà bạn lại dồn hai cổ phiếu ngân hàng trong ba cổ phiếu thì cái điều đó thì nó chưa phù hợp. Bạn hãy chọn một cổ phiếu ngân hàng thôi và thay thế một cổ phiếu ngân hàng bằng một cổ phiếu khác nữa thì nó mới có đủ tính chất đa dạng hóa. Chứ không phải là ba cổ thì hai cổ ngân hàng, như vậy là không hề đa dạng hóa và nó không giảm thiểu các cái rủi ro về ngành nghề vân vân. Đúng không ạ? Wow. Chí Mậu Chí có hỏi là RE lên 40 có nên chốt lời không? Mậu Chí đã lời được 40%. Thì cái này tùy quan điểm của Mậu Chí thôi. Đúng không ạ? Nếu mà bạn cảm thấy đủ rồi thì bạn chốt lời. Đúng không ạ? Còn về quan điểm tích sản thì chúng ta không nên. Bởi vì định giá RE lúc này đã đắt chưa? Bạn hãy đặt ra một câu hỏi như thế. Nếu chưa, ok, tương lai nó còn tăng trưởng không? Nó còn tốt không? Còn chứ gì? Vậy thì cứ tích sản thôi, không phải bán ra. Và nếu bán ra chỉ khi bạn tìm kiếm được một cơ hội tốt hơn cơ hội RE rất nhiều thì bạn hãy mạnh dạn bán RE và mua cổ phiếu đó. Nhưng lưu ý phải tốt hơn rất nhiều thì chúng ta mới bỏ cái chi phí cơ hội để nhảy sang một cổ phiếu khác. Bởi vì bản chất cổ phiếu RE này chúng ta đã yêu nó, đã quan tâm nó rất lâu và nó rất tốt, nó mang lại lợi nhuận rất cao. Đúng không ạ? Thì để đánh đổi chúng ta phải một cái gì đó nó tốt hơn rất nhiều. Cũng giống bạn chuyển việc cũng thế. Bạn đang làm việc ở đây lương 20 triệu. Nếu bạn chuyển việc vì lương chẳng hạn thì lương bên kia ít nhất cũng phải 23 đến 25 triệu. Hoặc 30 triệu bạn mới chuyển. Còn nếu nó 21 triệu thì bạn chuyển thì có xứng đáng không? Bởi vì bạn vào một môi trường mới, bạn mất rất nhiều các cái thứ phức tạp. Đúng không ạ? Mà bạn thêm được 1 triệu thì không nên. Đúng không ạ? Đó. Ok ạ. À. Vâng, các bạn có trao đổi gì thì xin mời các bạn tiếp tục ạ. Thì để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau để có thể hiệu quả hơn trong cái việc đầu tư này. HPG cổ phiếu loãng quá. Xin thưa với bạn là riêng đầu tư tích sản thì đừng nên quan tâm đến loãng hay không. Loãng hay không, nếu nó là cổ phiếu tốt rồi nó sẽ bật tăng giá rất mạnh. Chứ không phải cứ loãng hay không loãng cả, đúng không? Cũng giống MBA cũng bảo nặng, nhưng mà 2017-18 nó tăng gần gấp 3 lần đấy. Tức là đến thời rồi nó sẽ tự bật mà thôi. Đó. Về dài hạn thì cổ phiếu tăng nhờ kết quả kinh doanh tốt, không phải là nhờ số lượng cổ phiếu ít hay nhiều. Đấy là về dài hạn. Bạn Nguyễn Văn Thanh hỏi em ôm cổ phiếu ba cổ phiếu được không? Ồ, tất nhiên rất được. Và chúng ta tích sản nếu với quy mô nho nhỏ vừa vừa thì chúng ta nên tích sản 3 cổ phiếu. Đó. Còn nếu như quy mô lớn hơn thì chúng ta nên tích sản 5 cổ phiếu. Còn như trường hợp nhà Phục đây thì hiện tại mới tích được 2 cổ và đến nữa sẽ tích thêm một cổ thứ 3 nữa. Bạn Thùy Biên Đỗ hỏi anh Phục ơi, con DVP có nắm giữ dài hạn như FPT được không anh? Hay còn rủi ro về mở rộng cảng? Thì DVP thì thực sự mà nói thì AZFIN cũng có mua từ lúc 30 rất không nhiều đâu, ít. Bởi vì cổ phiếu này thanh khoản thấp. Và AZFIN cũng làm clip trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam có đánh giá khuyến nghị cổ phiếu DVP từ lúc nó khoảng độ 36, 35 gì vậy đấy.
thì là một cổ phiếu ăn cổ tức rất tốt. Tuy nhiên khi giá nó lên đến 42 rồi thì AZFIN đánh giá rằng mức định giá này là phù hợp đối với cổ phiếu đỉnh vụ, nó không phải quá chiết khấu. Thế do đó rằng nếu đầu tư dài hạn thì ok, bạn có thể nhặt hàng tháng thì giá này bạn cũng nhặt được. Lúc giảm bạn nhặt, còn nếu cao hơn 45 thì bạn không nhặt nữa. Thì về dài hạn bạn cũng sẽ mua được một mức giá trung bình và hưởng lợi từ nhận cổ tức cổ phiếu DVP. Còn nếu bạn kỳ vọng tích sản cổ phiếu mà có cái tăng trưởng tốt, lợi nhuận cao trong dài hạn thì tôi khuyên rằng là với giá này thì không nên tích sản DVP. Bởi vì giá này tích sản DVP thì bạn sẽ kỳ vọng lợi suất đâu đó khoảng 10% mà thôi. Cổ phiếu Hà Đô dài hạn được không ạ? Đúng không? Cổ phiếu Hà Đô thì nó hoạt động khá nhiều lĩnh vực, chủ lực là bất động sản. Bên đó, cạnh đó là lĩnh vực thủy điện, điện mặt trời và rất nhiều một vài lĩnh vực nữa. Thì chúng tôi đánh giá rằng là về ngành nghề kinh doanh của Hà Đô thì rất ok. Tuy vậy, Hà Đô dính một cái đó là nợ vay của nó quá nhiều và nó có thể gặp rủi ro ở đây. Còn về chúng ta tích sản lâu dài thì chúng ta cần phải dựa vào những cái cổ phiếu chắc chắn hơn, bền vững hơn. Thế do đó về tích sản lâu dài chúng tôi khuyên là nên chưa nên tích sản Hà Đô, bởi cổ phiếu này biến động nó quá mạnh và nợ vay nó quá lớn, thành ra nó có những cái rủi ro nhất định. Và cổ phiếu Hà Đô nó thích hợp với những nhà đầu tư active, có thể đánh sóng theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng thì nó sẽ hiệu quả cao hơn là so với tích sản. Hôm nay chuyên gia đến đọc truyện đêm khuya rồi cho hỏi NSC có phù hợp tích sản không? Anh Bùi Công Hiếu ạ, NSC thực sự là một cổ phiếu AZFIN cũng đang phân tích và đánh giá. Thì rõ ràng giá này với NSC thì AZFIN cho rằng là tích sản rất là tốt, bắt đầu tích sản rất tốt. Cổ phiếu này là số 1 trong cái lĩnh vực giống cây trồng, chất lượng cao và nó có rất nhiều lợi thế cạnh tranh nếu quý vị và các bạn nghiên cứu rõ về nó. Cực kỳ nhiều từ lợi thế cạnh tranh nữa, không phải ít đâu ạ. Và đây là một cổ phiếu nông nghiệp hàng đầu Việt Nam chứ không phải là các cái cổ phiếu trồng cây các thứ. Bởi vì rủi ro với mấy ông làm giống này nó sẽ ít hơn. Đúng không? Bạn Thanh Điệp có hỏi là VIX tích sản được không? Thì thực sự mà nói thì VIX thì chúng tôi thực sự là chúng tôi chưa thấy cái sự chắc chắn hoàn toàn để có thể tích sản. Cổ tức VIX thì không có, đúng không ạ? Định giá bây giờ thực sự nó cũng không rẻ lắm. Đó, và chúng tôi ưu tiên những lựa chọn khác. Ok, Mậu Chí bảo anh làm bài phân tích về cổ phiếu FLC đi, thì phân tích cổ phiếu này để làm gì đâu, đúng không? Chúng ta hãy phân tích những cổ phiếu tốt mà để 5-7 năm sau sẽ có giá trị cho nhà đầu tư tham khảo như kênh AZFIN, chứng khoán TV của AZFIN chúng tôi làm. Chúng tôi sẽ hướng nhiều hơn đến những cổ phiếu bền vững dài hạn. Thì tất nhiên trong danh sách 69 cổ phiếu định giá đó, có những cổ phiếu nó lại nằm top phong 9 cơ. Và chúng tôi chỉ lựa chọn một nhóm trong đó để chúng tôi đầu tư mà thôi. Phạm Dương Châu có hỏi VicoStone mua được không em? Vâng anh Châu ạ, VicoStone thì em nghĩ rằng là dài hạn nó là một doanh nghiệp hiếm hoi của Việt Nam trong cái lĩnh vực gọi là công nghệ cao. Nó là doanh nghiệp công nghệ cao thực sự đấy. Đó, sản phẩm của nó rất chất lượng và nó đứng top thế giới. Thì đây là một doanh nghiệp không hề đơn giản, hiệu quả kinh doanh rất cao, đúng không ạ? Giá bán một mét đá của VicoStone bèo bọt 2-3 triệu, đắt thì lên đến 8-10 triệu, thậm chí cao hơn. Thì đây là một doanh nghiệp hiếm hoi của Việt Nam có cái công nghệ cao, họ đầu tư vào nghiên cứu phát triển rất mạnh, chứ không phải là họ chỉ làm thô sơ như những cái doanh nghiệp khác ở Việt Nam. Thì cổ phiếu này là cũng là một cổ phiếu tích sản tốt. Thanh hỏi danh mục NTI, PPC, HND thì được không? Rất là được, đây là danh mục cổ tức rất cao. Đúng. Bạn Phạm Giang Nam có hỏi em muốn hỏi NT2 có theo lâu dài được vài năm không anh, và giá mua tích lũy hay mua một cục luôn ạ? Chúc anh sức khỏe. Thì thực sự mà nói NT2 nếu mà về được vùng quanh 20 thì bạn nên mua một cục rất mạnh mẽ, còn nếu mà vùng này thì bạn nên mua hàng tháng. Và NT2 tôi khẳng định rằng đầu tư vài năm là rất ok, bởi vì máy móc của NT2 thứ nhất nhập công nghệ của Đức, thành nhà công nghệ rất xịn sò, đúng không? Thứ hai là NT2 là doanh nghiệp nhiệt điện khí, nó sẽ không có bụi muội như kiểu nhiệt điện than, thành ra máy móc nó cũng rất bền. Thực tế chúng tôi đến thăm nhà máy của NT2 khi hoạt động được cả chục năm rồi cơ, và hiện tại công suất nó còn thấp hơn so với lúc mới không đáng kể. Tưởng máy móc nó ngon lắm, kể cả nó hết khấu hao sau 4-5 năm nữa, 5 năm nữa, 4-5 năm nữa nó hết khấu hao, thì
nhà máy của nó vẫn hoạt động ngon được khoảng 10 năm, 20 năm. Thế do đó, bạn đầu tư nó tích sản trong vài năm là một điều rất ok, không vấn đề gì cả. Có điều nó không tăng trưởng, thế thành ra chúng ta cũng kỳ vọng lợi nhuận vừa phải thôi. Nhưng ngược lại, nó cổ tức rất cao, thành ra rủi ro nó rất thấp. Đúng không ạ? Ok, mình rất nhiều câu hỏi, cả trăm câu hỏi, thì mình xin phép trả lời các bạn 5 câu nữa thôi được không ạ? Câu thứ nhất là bạn Vũ Hoa Đông có hỏi Bình Minh này và Thiên Long này, em đang ôm nhưng có tính dài hạn được không anh? Thì thực sự mà nói, Bình Minh là một cổ phiếu tốt nhất trong cái lĩnh vực nhựa, đúng không? Ống nhựa, nhựa xây dựng, đúng không? Và rõ ràng Việt Nam là một đất nước vẫn còn đang phát triển rất mạnh. Mấy năm vừa qua hiệu quả kinh doanh của nhựa Bình Minh không cao lắm, là do cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy vậy, Phục nghĩ trong chu kỳ tới, chỉ vài năm tới thôi, thì những cái cung dư thừa về nhựa đó sẽ được cầu nó tăng đuổi kịp. Do đó là nhựa Bình Minh cũng sẽ tăng trưởng được doanh thu lợi nhuận trong tương lai rất tốt, và nắm dài hạn cũng rất ok. Rất ok ạ. Còn Thiên Long thì đây cũng là một cổ phiếu tăng trưởng nhưng nó chậm rồi, tăng trưởng rất tốt. Thì nó cũng có bị ảnh hưởng một phần bởi cái công nghệ, bởi cái online hóa, thì người ta sẽ bớt dùng cái văn phòng phẩm hơn. Nhưng mà Thiên Long vẫn là một cổ phiếu rất tốt để chúng ta có thể quan tâm, nó là đầu ngành. Xuân Thanh hỏi vì sao những cổ phiếu tăng giá bằng lần như Dabaco, DNM, đúng không? VCR có nên áp dụng tích sản không? Những cái cổ phiếu sốc như thế thì không nên tích sản. Và đặc biệt là đa phần những cổ phiếu như thế thì có tính chất đầu cơ rất cao. Còn nếu mà những cổ phiếu ấy mà trong tương lai rất bền vững và định giá vẫn ok thì quý vị hoàn toàn có thể tích sản bất chấp nó tăng hay không tăng. Được chưa? Nó thứ nhất nó phải rẻ, thứ hai nó phải có triển vọng ổn định trong tương lai. Thì quý vị hãy mạnh dạn tích sản, chứ nó không liên quan đến việc tăng bằng lần hay nhiều lần hay không. Đúng không? Ví dụ Dabaco quý vị nghĩ là 5 7 năm nữa nó vẫn bền vững xem thì hãy tích sản nó đi. Đúng không? Nhưng nếu mà quý vị cho rằng là lợi nhuận nó đột biến nhờ giá lợn và tương lai giá lợn sẽ không tăng nữa, vậy có nên tích sản không? Đúng không ạ? Đó. Đấy là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư là bạn Quang Huy Trần có hỏi là tích sản cổ phiếu như Nam Long được không ạ? Hay chỉ thích hợp đầu tư mua giữ một lúc? Thì thực sự quan điểm cá nhân thôi thì Phục không thích ngành bất động sản lắm. Nhưng mà Nam Long là một cổ phiếu thuộc dạng tốt nhất trong ngành bất động sản. Thì cổ phiếu này với mua tích lũy thì mình cũng đánh giá rất cao. Rất cao, cao nhất, nhất nhì trong ngành bất động sản đấy. Tiếp theo là bạn Nhân Thiện có hỏi về tích sản cổ phiếu Đầm Sen được không? Thì cổ phiếu Đầm Sen thì gần đây có nghe nói liên quan đến cái việc là Đầm Sen thuê đất thì để thời hạn đến bao lâu sẽ hết. Thì khả năng cao thì Đầm Sen vẫn sẽ được thuê lại thôi, nhưng nó cũng có một cái rủi ro ở đó. Rủi ro ở đây có thể là giá đất thuê sẽ tăng lên, đúng không ạ? Và quý vị và các bạn cần phải đọc rõ về cái việc đất Đầm Sen thuê là bao nhiêu năm, giá là như thế nào, sau này điều chỉnh sẽ ra sao, đúng không? Thì Đầm Sen là một cổ phiếu tương đối nhỏ, thì tích sản thì theo Phục nghĩ là nó cũng chưa phù hợp lắm. Thì quý vị và các bạn nên tích sản vào 3 cổ phiếu, đúng không? Đấy là câu trả lời thứ 3. Tiếp theo bạn Thanh này hỏi đối với cổ phiếu ổn định cổ tức cao, thị giá tăng cao thì có nên giảm tỷ trọng không ạ? Hay là vẫn giữ nguyên tích cổ phiếu khác? Thì thực sự mà nói, nếu mà cao thì phải là cao bao nhiêu? Giá định cổ phiếu định giá có 25 thôi mà lên 30 thì tất nhiên nên bán. Còn nếu định giá 25 mà giá nó 25 thì chúng ta vẫn giữ thôi, đúng không? Bởi vì giá đó là giá hợp lý, thì về tương lai nó vẫn trả cổ tức thì chúng ta lại được lợi nhuận từ cổ tức, đúng không? Nếu định giá nó vượt quá giá trị thì hãy nên bán. Còn nếu nó vẫn ngang giá trị đổi lại thì chúng ta không nên bán. Hoặc chúng ta phải tìm được một cổ phiếu tốt hơn rất nhiều như thế thì chúng ta hãy thay đổi, đúng không? Đó là câu hỏi thứ tư rồi. Vâng, câu hỏi tiếp theo, có bạn hỏi rằng có nên tích sản đâu rồi nhỉ? Vâng, có nên tích sản HPG không? Thì như Phục trả lời, HPG là một cổ phiếu rất tốt, đúng không? Đồng ngành, đúng không? Thì chúng ta định giá bây giờ thì nó cũng ở mức hấp dẫn thôi, chứ nó cũng không phải đắt trong tương lai. Bởi vì năm 2021 ấy, khi mà lò cao số 3, số 4 hoạt động full năm ấy, lò cao số 3 như vừa mới hoạt động hôm 26 tháng 8, thì quý 3 này, quý 4 này, quý 3, quý 4 này sẽ có sản phẩm HRC. Và sang quý 1 năm 2020, đầu quý 1 thì sẽ đưa cái lò cao số 4 vào.
Và như vậy năm 2021 ấy, quý 1 2021 ấy, thì cả năm 2021 về cơ bản sẽ hoạt động full công suất gần như cao nhất. Và 2022 thì chắc chắn là full cao nhất. Thì lợi nhuận thì Phục nghĩ rằng là năm 2020 này hoàn toàn có thể được 10 đến 11 ngàn tỷ. Và 2021 hoàn toàn có thể được 13 đến 15 ngàn tỷ. Và 2022 nếu mà kinh tế trở lại tốt ý, thì có thể được 16 ngàn tỷ, thậm chí cao hơn. Nếu mà kinh tế tốt thì cổ phiếu này vẫn tích sản rất tốt. Thì trên đây là cái Phục đã trình bày với quý vị và các bạn về cái chiến lược tích sản cổ phiếu. Và sắp tới như Phục giới thiệu, AZFIN sẽ có cái chương trình giúp quý vị và các bạn, đồng hành cùng quý vị và các bạn. Một là tạo dựng thói quen tích sản, thay vì gửi tiết kiệm ta tích sản một phần vào cổ phiếu. Thứ hai là giúp quý bạn vị và các bạn nâng cao kiến thức trong cái quá trình đó. Thứ ba là giúp quý vị và các bạn có được những cái định hướng đúng về các cái cổ phiếu tiềm năng trong tương lai để tích sản. Và thứ tư có thể hỗ trợ quý vị và các bạn một phần liên quan đến đào tạo tương lai, đào tạo con quý vị và các bạn để các bạn ý có được cái hành trang vững chắc bước vào đời. Thì trên đây là những cái nội dung Phục trao đổi với quý vị và các bạn về cái chiến lược tích sản đầu tư cổ phiếu trong cái chu kỳ từ 2020 đến 2030. Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Nếu có cần yêu cầu hỗ trợ gì thì hãy comment bên phía dưới để comment để AZFIN Việt Nam có thể giúp đỡ quý vị, hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.